Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật 28 thường niên năm A. Kính mời quý ông bà, anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Tin mừng Luca chương 12 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: anh em phải coi chừng men pha-ri-seo, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày, và điều anh em rỉ tai trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết, anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi và lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Đó là lời Chúa. Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Hãy sợ đấng giết chết thân xác còn ném vào hỏa ngục. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết chúng ta có một vị Thiên Chúa quan phòng, luôn luôn yêu thương và lo lắng cho chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, có phải rằng tin vào Chúa quan phòng là phó thác mọi sự cho Chúa, còn chúng ta thì không làm gì hết? Chắc chắn là không phải vậy. Có lẽ chúng ta nói ngược lại thì đúng hơn. Người nào không tin vào Chúa quan phòng mới có thái độ ăn không ngồi rồi, phó mặc cho sự rủi ro. Còn người nào tin vào Chúa quan phòng thì luôn luôn làm việc như Chúa Giêsu vậy. Không ai biết rõ ý định Chúa Cha hơn Ngài phải không? Không ai tín thác nơi Chúa Cha hơn Ngài phải không? Tuy vậy, Ngài vẫn trải qua rất nhiều giờ cầu nguyện với Chúa Cha để lắng nghe ý Chúa Cha, để thấy rõ con đường theo ý Chúa Cha. Như trong thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả cũng nói: dẫu là con nhưng Chúa Giêsu vẫn học cách biết thế nào là vâng phục. Và chỉ khi vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết thì lúc đó Chúa mới được tôn vinh. Vậy thì thưa anh chị em, điều thứ hai chúng ta cùng chia sẻ với nhau, có phải tin vào Chúa quan phòng thì chúng ta luôn luôn được may mắn và xin gì được nấy không? Người thực sự tin vào Chúa quan phòng, tuy biết rằng Ngài luôn luôn yêu thương ta, nhưng họ vẫn luôn luôn tin và biết rằng như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Chúa cũng cao hơn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Chính vì vậy mà họ luôn luôn cầu nguyện luôn. Không phải để xin Chúa chấp nhận tất cả những ước mơ của mình, nhưng xin cho mình chấp nhận chương trình của Thiên Chúa. Cho dù ở nghịch cảnh hay bất cứ hoàn cảnh nào, ta vẫn tin tưởng rằng mọi sự đều nằm trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn muốn điều tốt, điều lành. Ngài ban cho chúng ta đúng thời, đúng buổi. Nhiều khi ta không hiểu, cũng như cha mẹ có nhiều lúc không cho con cái điều nó xin. Ví dụ như đứa nhỏ mà xin dao thì làm sao cha mẹ cho nó chơi được. Nhưng lúc mà nó bị bệnh, nó không muốn uống thuốc, nhưng cha mẹ lại ép nó uống, cho dù nó có ghét bỏ. Có một câu chuyện vui rằng có một anh kia, anh đang ngồi ở dưới cây si,
Cây si thì quý ông bà anh chị em biết rất lớn nhưng trái rất nhỏ. Thì anh ta mới nhủ thầm rằng Thiên Chúa sao không làm cho cái trái si nó to như quả dưa hấu vậy, thì nó cân đối với cái cây hơn. Và trong cơn gió mát, anh dựa vào gốc si, anh ngủ buổi trưa. Một cơn gió thoảng qua, một trái si như ngón tay rớt vào mũi của anh tỉnh dậy. Anh lại bảo rằng, may quá, may mà trái si nó bằng quả dưa hấu thì tôi chết rồi. Câu chuyện vui nhưng nhắc nhở cho chúng ta tất cả những điều, những vũ trụ lớn lao vĩ đại này và kể cả mạng sống của con người ta đều trong sự quan phòng của Chúa. Chúng ta chỉ tín thác vào tình yêu của Ngài mà thôi. Xin cho chúng con biết phó thác vào Chúa quan phòng, biết luôn phó thác một Thiên Chúa yêu thương con cái mình, muốn điều lành, điều tốt cho con cái mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Amen.